Hey, 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 hey. Lê xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Henley Cuộc sống Tuyệt Điện. Cái video này là quay hôm em Sóc tròn đúng 1 tuổi không mà cô chú ạ. Ngày hôm đấy là em Sóc phải đi khám răng. Tại vì là ở bên này á, là khi mà 1 tuổi là họ sẽ gửi giấy về nhà để cho đi khám răng. Vậy nên là ngày hôm đấy là mình sẽ cho em ấy đi khám răng, lịch hẹn sẵn rồi. Vậy nên là phải đi ngày hôm đấy là rất là sớm luôn. 8 giờ là có giờ khám răng rồi cho nên phải đi dậy rất là sớm. Em Sóc thì cứ chỉ cần đi ra ngoài thôi là đã háo hức rồi. Vậy nên là lúc này em đang rất là háo hức. Sau 20 phút thì bây giờ mẹ con mình đã tới nơi rồi đây. Thì cái chỗ khám răng thì nó cũng gần ngay mấy bến xe buýt thôi. Đi đâu mất khoảng 2 phút là đến nơi rồi ông bà cô chú ạ. Thì đây, đi sang đường là tới rồi đây. Nó ngay kia kìa ông bà cô chú. Thì ở bên Thụy Điển này họ rất là chú trọng về cái răng của trẻ em ấy ông bà cô chú. Vậy nên là khi mà em Sóc vừa là 1 tuổi rồi, mới có mấy cái răng thôi, nhưng mà họ đã gửi lịch về để cho em đi khám răng. Thì gọi là khám chứ không phải là khám hẳn đâu mà cô chú, chỉ là đến để kiểm tra coi răng của em ấy. Và hỏi xem là cách mà em ấy đánh răng như nào. Rồi bác sĩ cũng sẽ nói với mình cách đánh răng, rồi sẽ cho mình cái quyển sách về để mình coi cái răng của em ấy mọc như nào, rồi cách vệ sinh răng ấy cho em nhỏ như nào, kiểu như vậy ông bà cô chú. Thì cái bữa tháng 4 mình có đi khám răng của mình thì mình được cái cô y tá chỉ cho cách là từ cái lúc mà em Sóc em biết nhận biết rồi ấy, thì mình có thể cái lúc mà mình đi đánh răng rồi mình cho em ấy đi theo, xong rồi cho em cầm cái bàn chải để em ấy biết, thì về sau này có răng rồi thì em sẽ đánh răng nó dễ hơn nữa. Và từ bấy giờ đi là em Sóc lúc nào cũng được đi theo vào để đánh răng, cho nên bây giờ em cũng quen rồi. Tối nào sáng nào dậy là cũng sẽ bố mẹ cho em đi đánh răng, thì bây giờ là ngày nào em cũng đánh răng, tuy rằng chỉ có 2-3 cái răng bên dưới mồm thôi chứ không có nhiều đâu mà cô chú. Thế nhưng mà ngày nào em cũng được đánh răng luôn. Vậy nên là bây giờ em đã có một cái thói quen là trước khi đi ngủ là hai bố con sẽ đi vào trong đánh răng. Mà đánh răng thì em ấy không hề khóc gì đâu, cứ đưa cái bàn chải vào xong đánh với em ấy vậy á. Mà em chẳng khóc gì đâu mà cô chú ạ. Xong là em còn rất là hào hứng nữa luôn. Tại vì là mỗi lần đánh răng xong là em sẽ được uống nước để súc miệng ấy. Tại vì bây giờ em chưa biết nhổ nước ra thầy. Thì em ấy được uống nước mà em ấy cực kỳ thích uống nước. Vậy nên là em ấy khoái lắm ông bà cô chú. Đây là cái cảnh mà lúc em ấy đến cái chỗ phòng khám xong ngồi đợi đến giờ của em ấy đây. Trời ơi, đi đâu cũng vậy, xông xáo lắm ông bà cô chú, chẳng biết sợ là gì đâu. Ngồi ngoài đợi đâu có mấy phút thôi thì là đã có giờ để đi vào luôn rồi mà cô chú. Thì lúc này cô y tá có ra đón bọn mình vào rồi. Thì khi mà đi vào á, đầu tiên là mình sẽ điền vào một cái tờ giấy thông tin của bố, của mẹ. Thì số 10 số của mẹ, 10 số của bố, rồi số điện thoại các cái. Xong rồi mình sẽ ký tên vào cái tờ giấy này. Đó. Xong rồi cô ấy có hỏi mình là cách vệ sinh răng miệng cho em Sóc. Thì bọn mình có trả lời với cô ấy như nào. Và cô bảo như vậy rất là tốt luôn. Xong là mình có nói với cô là tại vì răng của em Sóc ấy, những lúc mà em còn bé ấy, là em ấy chưa đánh răng ấy, được ấy, thì em ấy uống sữa đêm nhiều, cho nên là cái răng cửa của em ấy, cái răng bên dưới ấy, nó có một chút vàng vàng. Vậy nên là cô sẽ kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng gì hay không nhá. Jag var inte med. Jag skriver fel. Vårdnads. Gör det ditt namn alltså. Hej Viola. Kan du hej Viola? Kan du hej hej? Det har vi inte lappat nu. Jo, hej.
det är nedan när datum och lam underskrivning som det är det som jag som skriver. Ja, precis, det är ditt namn där igen kan du skriva bara. Och sen ja, precis, det är personen där och telefon bara. Så det är en lista på att de ska gå här. Så. Och hon äter vanlig mat annars? Vanlig post? Ja, nej, hon. Ja. Har hon en ersättning eller? Jo, hon har ersättning. Hon har ersättning. Är det liksom två, tre gånger om dagen eller kväll, natt? Innan går lägga. Innan lägga? Ja. Så ser hon fick hon fick bli femma när hon vaknade också. Ja. Hon ja. Det låser fast att göra det, att det kommer till tallriken. Ja, vad ska man göra? Okej. Okej. Då har ni börjat borsta och sova. Hur viktigt det är med tandborsten, liksom borsta morgon och kväll. Jätteviktigt, verkligen. Skulle hon ramla till borsta morgon och kväll, verkligen. Men henne tand som kommer upp lite konstiga. Ja, jag ska titta lite tänkte jag. Hon har bara ner. Hon har uppe, så hon nej, de är på vägen nu. Men kunde se lite vita i form. Ja. Ja, men det där man ser mjölken, för de är ju vita. Mjölken. Ja. Inte så jag handskar på mig. Titta hon lite konstigt nu när man har dem så. De var inte roliga, va? Förra veckan hon fick komma till vårdcentral, så hon tycker inte om folk som har lite mask på. Ja, just det. Ja. Så hon är lite rädd. Titta, lite. Jag tittar nu, är lite så. Ja. Ser det. Ser du det? Kolla vad jag har här. Handskar. Ser du det? Jo. Tycker du? Det har du sett. Handskar jag har på mig. Det är som mamma har hemma. Mm. Har du sett just? Ja. Handskar. Kanske lite läskigt. Ja. Ska vi titta på dina tänder lite då? Jo, fast det är svårt då. Ibland hon vinner också. Ja. Hon vinner inte. Hon vill inte. Ja. Jag ska hålla henne lite så kan jag titta lite. Nej, Jona. Titta på skrattar eller vad? Titta på dina tänder! Kanske det blir en ska du ha den lite så i munnen? Ska du titta lite på tänderna? Släpp den. Mm. Ja, tolla. Titta, jag ser det. Ja, just det. Ja, jag ser dem här nere. Det var inte roligt, jag vet jag. Bara titta en gång snabbt. Titta. Jag ska bara se. Bara titta snabbt. Ja, jag ser lite. Det är ingen fara. Du får det. Förlåt. Nej, det är ingen som är. Ingen fara. Se. Jag som sa bara borsta det. Ja. Ja. Jag såg en liten brun plätt. Ja. Jag såg den. Men det är för ingen fara. Det är ingen fara, bara du håller rent. Det är inte mycket man kan göra. Nej. Så jätteviktigt, så där kan snabbt liksom bli hål. Så tänk på det. Mm. Ja, så jag ska inte göra mer. Viola. Så mer än så har jag inte, om inte du har någonting annat. Vi gör ingenting mer. Jag har ingen fara, nej. Vi gör inte mer något. Vi gör ingen något annat mer. Hej, Vinka. Ha det bra, Viola. Hej då. Tycker du om boken? Ja. Ja. Här är lite information. Ja, det är det. Hej då. Hej då. Ja, tack. Và đấy là cái buổi khám răng đầu tiên của em sóc. Nó chỉ đơn giản vậy thôi mà cô chú. Tại vì bây giờ hiện tại em mới không có nhiều cái răng. Cái lúc mà em đi khám ấy là em chỉ có 4 cái răng bên dưới thôi. Nên là họ chỉ coi xem là
em ấy có răng hay chưa, rồi cái mọc răng của em nó như nào ấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Xong rồi là cô ấy hỏi mình về cái việc chăm sóc vệ sinh răng cho em ấy thôi. Cái lần khám tiếp theo về răng miệng ấy là lúc em ấy sẽ 3 tuổi ông bà cô chú ạ. Và sau khi khám thì em ấy còn được cả một quyển sách để mang về để đọc nữa ông bà cô chú. Em ấy khoái đọc sách lắm, nên là em khi mà em thấy sách là em ấy sướng lắm. Bỏ sách ra đọc xong là cứ ngồi chơi chơi vậy đấy ông bà cô chú ạ. Sau khi mà khám răng xong thì hai mẹ con mình có đi tàu về dưới tỉnh Em Hụt để đi cái trường học nhau ông bà cô chú. Đấy mọi người thấy không, em ấy đang bỏ sách ra đọc đấy ông bà cô chú ạ. Bình thường là em ấy ở nhà em cũng hay bỏ sách ra EIA, dù là không biết chữ nhưng mà cứ ngồi EIA để đọc sách ấy. Tại vì bố em ấy cũng hay đọc sách cho em ấy nữa, rồi mình cũng thi thoảng đọc sách cho em nữa. Đây ông bà thấy đoạn này hay không? Trời ơi, cái lúc này tự dưng bỏ mũ ra xong rồi tự đội mũ lại được đấy ông bà cô chú. Trời ơi, Linh không ngờ là em sắp em làm được luôn ấy, giỏi thế luôn. Làm đi làm lại mấy lần lận luôn ông bà cô chú ạ. Tita, giỏi quá. Con gái của mẹ giỏi, con tự đội được mũ lên đâu rồi? Con bỏ ra là con đội lại. Đội mũ lên cho mẹ xem nào. Đội mũ lên nào. Đội mũ lên nào. Ui chùi, ui giỏi quá. Ui chùi, ui giỏi quá. Ui chùi chùi, đội giỏi quá. Đứa này mà đội giỏi thế. Đội nóng, con cởi ra hả? Cởi ra, ừ đúng rồi, con cởi ra, đúng rồi. Giỏi quá, con ơi, con gái của mẹ giỏi quá. Thì hôm nay bọn mình sẽ đến một cái trường học khác nữa nha. Thì cái trường học này cũng vẫn là cái kiểu là mình mang con đến xong rồi mình tự trông với nhau rồi tự chơi với nhau ấy, chứ không phải là cái trường học mà mình mang đến xong mình gửi con xong mình đi về đâu mà cô chú. Cái trường học này lại là của bên nhà thờ nữa. Nên này cái này nó rất là to luôn đấy mà cô chú. Chỗ này nó khác lắm. Và ngày hôm đấy thì có một cái chương trình đặc biệt là hát, xong rồi mình sẽ được ăn xúc xích nữa. Nên là Ly bây giờ sẽ đi một vòng quay cho ông bà cô chú xem ở cái trường phòng học này là có cái gì mà to đến vậy nha. Trời ơi, nó to lắm luôn. Nó có hai, chia làm hai khu ấy ông bà cô chú. Cái hoạt động ở cái trường học này là mình sẽ đến chơi khoảng 1 tiếng rưỡi, xong rồi sau đấy là mình sẽ hát nhảy múa, sau đấy xong rồi là sẽ ngồi nghỉ ăn, xong rồi lại chơi tiếp cho đến hết giờ rồi thôi. Và đây bây giờ là đến giờ để đi hát rồi đây ông bà cô chú. Ông bà cô chú coi em xong nhảy đây ông bà cô chú ạ. Con giảm chân nào, tầm 3 phút nữa. Yeah.
ngày hôm đấy á, mình đi vào đúng cái ngày sinh nhật của em Song luôn. Vậy nên là mình có nói chuyện với mọi người là ngày hôm nay là sinh nhật của em Song. Vậy nên là mọi người đã hát chúc mừng sinh nhật em Song và cô chú ạ. Sau khi hát xong ấy thì là sẽ đến giờ ăn. Thì bình thường nếu mà giờ ăn thì họ chỉ có để bánh mì này, rồi mình sẽ uống trà này hay là uống cà phê này, rồi có mấy cái bánh cho em nhỏ ăn ấy, kiểu như vậy thôi. Còn ngày hôm nay là một chút đặc biệt hơn thì họ có cái xúc xích này, bánh mì với cả bánh ngọt nữa. Thì nhưng mà nó cũng không có khác gì nhau giá tiền đâu bà cô chú. Thì mình đến đấy là mình chỉ phải trả 25 đồng thôi cho một cái bữa đồ ăn như vậy thôi. Đồ ăn ở đây gọi là đồ ăn kiểu là đồ ăn nhẹ thôi mà cô chú, chứ không phải là đồ ăn buổi trưa đâu. Lúc này thì mẹ con có đi lấy đồ ăn cho hai mẹ con và vẫn con ngồi ở đây một mình với cái chai nước như này đây. Và bây giờ ông bà cô chú giúp mẹ con trông em Song một lúc nha. Đợi mãi thì cuối cùng mẹ con cũng đã mang đồ ăn đến để cho con ăn rồi đây. Ông bà cô chú ơi, hôm nay con ăn rất là nhiều luôn. Con ăn hết 2,5 cái xúc xích và một lửa cái bánh mì xúc xích ông bà cô chú ạ. Bình thường con đâu có ăn nhiều như vậy đâu. Ngày hôm đấy phải nói là đông vui á, vậy nên con ăn rất là nhiều luôn ông bà cô chú ạ. Ăn xong thì bọn mình còn lại chơi thêm khoảng 30 phút nữa. Tại vì mình có giờ khám ở bên trạm xá, cái khám lưng ông bà cô chú cái video trước nên có nói đó. Thì cái video khám lưng đấy thì mình sẽ để video sau nhau bà cô chú. Còn video hôm nay thì Ly xin phép dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.